Câu chuyện hôm nay bắt đầu bằng việc làm sao để mang hơn 50 kg hành lý lên cano ra một bãi biển lần đầu bọn mình đặt chân đến. Một lần nữa, rất chân thành và mong câu này không làm buồn lòng ai, nhưng cách làm du lịch ở Quy Nhơn thực sự khiến mình bối rối. Có thể là mình dở, nhưng Kỳ Co rất nổi tiếng và vẻ đẹp của nó không thua kém bất cứ bãi biển nào mình từng đi. Chỉ là việc tìm kiếm thông tin chính quy để ra đây với mình hơi khó khăn, nhất là khi muốn đi tự túc. Mà nói gì thì nói, Kỳ Co thực sự quá đẹp. Mình thấy thật tiếc khi mọi người hầu như chỉ đi tour ra đây, mà tour nào cũng vội vã, cũng như không đủ thời gian cho mọi người khám phá hết vẻ đẹp của bãi biển này. Nếu được, hãy thử liên hệ đến các nhà cung cấp tour địa phương với một tour riêng, đi vào sáng sớm nhất khi bãi biển chưa có ai, hoặc là đi vào giờ chiều khi hầu hết các đoàn du lịch đã về, mang theo một ít đồ picnic, một quyển sách hay, một loa nghe nhạc nhỏ gọn, và cả bãi biển xinh đẹp này sẽ là của bạn. From the number one station, this is a story about love, a love story. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. I've been waiting.
your treasure from the tree. Right from the tree. My body ain't confused no more. Do you hear that? I'm saying it. Một trong những quán ăn địa phương mình thích nhất trong chuyến này, nghe đồn đã có từ rất lâu đời và bún riêu cá ở đây thực sự rất khác biệt. Lần trước mình làm content 600, mình thất bại rồi. Đây là lần cuối cùng anh tăng giá cho tụi em nha. 800, 7 người. Anh làm sao trong vòng 800 hôm nay không bù tiền nữa đâu nha. Thực sự là trong bóp anh hôm nay chỉ còn 800 thôi. Không biết rồi đâu, hôm nay hết tiền nói không bù được. Anh không có một số nào trong người để bù đâu, anh có tiền đó. Chỗ này anh chỉ lúc mới biết hôm nay là nó thẳng.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói điều này, nhưng thực sự trong mỗi lần đi quay, bọn mình đều dành một tối để thưởng thức ẩm thực địa phương với một ngân sách hạn chế, nhằm tận hưởng đúng cái dân dã người ta hay gọi là ngon bổ rẻ của món ăn địa phương, nhưng trên hết còn là cái sự ấm áp dễ mến của mọi người trên mỗi vùng miền. Nhưng chuyến đi này có hơi thất vọng, vì mình cảm thấy sự thiếu chân thành và mến khách ở một tiệm ăn nổi tiếng tại Quy Nhơn. Về lý thuyết thì bọn mình cũng chỉ trả đúng số tiền cho các món đã ăn, nhưng người phục vụ đã mang ra số thức ăn hơn rất nhiều so với order của bọn mình ban đầu, khiến bọn mình phải ăn cố dù đã rất no và còn muốn đi ăn tráng miệng. Bọn mình cũng lần đầu đến đây nên không rõ, cuối cùng thì thử thách ngân sách giới hạn thất bại vì số tiền vượt quá dự tính của nhóm. Sau đó quán cũng đã thừa nhận là đã nhầm. Mình thì cũng không rõ, nhưng có thể là... cũng không biết là có phải nhầm hay không. Anh phải dùm mặt từ người kiểu hoang mang vô mặt từ người. Tự bị vô cảm á, coi dần lên người ta 240 là nhiêu? Là 350. Ờ, có 350 chứ nhiêu. Hay là 240 cho một người. Không phải là không. Nếu một người mà 240 một người thì cả triệu mấy á. Là ấy là 4 phần nem, 2 phần bò. Chứ không phải 1 phần 4 người, 1 phần 2 người. Đấy không, mình... trong menu là nó có là... Nếu như mà em nói... Nếu mà nói cho 1 phần 4 người chắc cô nhầm kêu cho lấy 4 điểm. Không, nhưng mà trong cái menu là em chỉ hình cái menu mà lại kêu là đúng rồi. Là sao? Còn 60 ngàn. Dù vậy thì vẫn phải tìm cách đưa thêm tiền cho ekip để có thể thử hết tất cả các đặc sản địa phương. Bánh xèo hơi bị ngon đấy mọi người. Mỗi tội là no quá nên phải mang về nhiều. Giờ chương trình còn 60 ngàn, 7 người đang chờ anh chị. Rồi 60 ngàn mình ăn 3 cái bánh ít lá gà. Bây giờ chương trình có thử thách nha. Là không tính anh, team mình chọn ra một người. Cứ mỗi một cái bánh ăn được, anh trả thêm 50. Bánh này to không ta? Em không biết. To, bánh xé, có vẻ nhỏ. Bây giờ chọn trước đi, chọn ai, ai sẽ là người thực hiện thử thách đây? Không phải mình. Ai đây? Lại Sơn. Lại anh. Sơn. Ủa, Sơn. Với ai nữa? Sơn ok không ạ? Với ai vô đây nữa? Ok, vậy thì... Em mà ăn là chương trình cấp cho được 25 ngàn á. Ôi thiệt, nãy giờ tính sổ cho em làm rõ là... Em vậy. Ấy là ba đứa mình ghép được một cái rưỡi. Thôi em sẽ cố gắng. Hay là ba đứa mình ăn 2 cái. Còn bao nhiêu Sơn ăn hết? Một này. 2 rưỡi này. Không có tiền chém bao nhiêu nhớ không? Chém 200 á. Nhớ. Bao nhiêu? Rồi. Tiền chè cũng phải 200 mấy á. Lại ăn 7 cái. Ừ, em phải ăn 7 cái. Em ăn thôi đi. Em muốn thấy bạn người ta là cắt ra vậy, xong rồi người ta cứ... Mình thôi. Chè cũng ngon luôn, xếp hàng rất dài để mua. Và tất nhiên là cũng phải mang về. Thôi, bây giờ mọi người về ăn đã. Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn mọi người ở tập sau.